Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người, nó là cái bộ KVM cổng HDMI kết nối từ hai PC ra một màn hình ha. Mình nên kết nối nguồn của nó là 5V1A hoặc là 5V2A để ổn định nguồn cho cái hấp chia này ha. Nó có cái nút quýt để chuyển đổi qua lại giữa PC 1 và PC 2. 4 cổng USB dùng chung. Mình có thể kết nối chuột nào bằng phím hoặc là USB ha. Bây giờ mình test thử ha. Thì cái bộ sản phẩm đi kèm thì nó còn có thêm hai cái dây USB như thế này ha. Chiều dài thì khoảng 1 mét, không bao gồm dây HDMI nha. Bây giờ mình test thử một PC ha. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ độ phân giải của nó là được 4K 60Hz nha. PC nè và một cổng USB ra, kết nối vô là tự động xuất hình thôi, không cần cài đặt gì hết thôi. Lên hình ha. Nói đơn giản dễ sử dụng. Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì mọi người liên hệ lại shop bên mình hỗ trợ về kỹ thuật nha. Em chào mọi người ạ.